Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hiện đại hóa. Khái niệm hiện đại hóa là gì? Hiện đại hóa hoặc đại hiện đại hóa đề cập đến một mô hình và quá trình chuyển đổi tiến hóa từ một xã hội tiền hiện đại hoặc truyền thống sang một xã hội hiện đại. Các nhà xã hội học của thời đại hiện nay sử dụng khái niệm hiện đại hóa trong phân tích thay đổi xã hội. Một ví dụ về hiện đại hóa là gì? Hiện đại hóa là phức tạp do nguyên nhân bên trong, xã hội tự phát triển, tự biến đổi. Một ví dụ về kiểu hiện đại hóa này bắt đầu từ thời đại mới là sự phát triển của Tây Âu và Bắc Âu. Hiện đại hóa trong xã hội học là gì? Hiện đại hóa trong xã hội học chuyển đổi từ một xã hội truyền thống nông thôn, nông nghiệp sang một xã hội công nghiệp, đô thị, thế tục. Chính nhờ sự chuyển đổi toàn diện của công nghiệp hóa mà nhà xã hội trở nên hiện đại. Hiện đại hóa là một quá trình liên tục và kết thúc mở. Tác động của hiện đại hóa là gì? Hiện đại hóa là những thay đổi trong việc định hình lại đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Đó là bởi vì nó không chỉ giúp giải thích sự thay đổi về kinh tế, xã hội và chính trị, mà nó còn cung cấp hầu hết các nỗ lực dự đoán. Nguyên nhân của hiện đại hóa là gì? Có ít nhất hai nguyên nhân chính và liên quan đến hiện đại hóa. Một là sự phát triển của khoa học đi cùng ở châu Âu với khai sáng. Khác là sự tăng trưởng trong công nghệ có sẵn. Khoa học có thể thay đổi cách chúng ta sống, làm chúng ta bớt bệnh tật hoặc các thiên tai khác. Liệu hiện đại hóa cải thiện cuộc sống của con người phải không? Nhiều lý luận xã hội nổi tiếng thường không tích cực lắm về chất lượng cuộc sống xã hội hiện đại. Theo quan điểm của chúng ta, hiện đại hóa quá trình và cơ sở của đạo đức giữa các thứ khác vì kiểm soát xã hội được giảm, và chúng ta đã cung cấp bằng chứng cho thấy sự phát triển này đã làm tăng tỷ lệ tự tử. Những tác động tích cực của hiện đại hóa là gì? Hiện đại hóa dẫn đến lợi ích lớn hơn của khoa học và công nghệ cho ngày càng nhiều hơn. Điều này bao gồm trong lĩnh vực đa dạng như y học, nông nghiệp, truyền thông, ô tô và điện cho mục đích chung của hộ gia đình. Truyền bá giáo dục là một kết quả tích cực khác. Tầm quan trọng của hiện đại hóa là gì? Lý thuyết hiện đại hóa duy trì rằng các xã hội truyền thống sẽ phát triển khi họ áp dụng các thực tiễn hiện đại hơn. Những người ủng hộ lý thuyết hiện đại hóa cho rằng các quốc gia hiện đại giàu có và quyền lực hơn và công dân của họ được tự do hơn để hưởng mức sống cao hơn. Hiện đại hóa ảnh hưởng đến văn hóa như thế nào? Việc không có sự mất mát thế tục trong chỉ số tổng thể của các giá trị văn hóa có thể liên quan đến thực tế là hiện đại hóa có thể tạo ra những tác động đối nghịch về định hướng văn hóa, làm xói mòn định hướng đến một khía cạnh của văn hóa địa phương và tăng cường định hướng các khía cạnh khác của văn hóa địa phương. Có nghĩa là tác động của hiện đại hóa về giáo dục phải không? Sự hiện đại hóa đã giúp chúng ta nhìn thấy và mơ ước cuộc sống tốt hơn, ngôi nhà tốt hơn, lối sống tốt hơn và trực tiếp hướng tới giáo dục. Giáo dục tốt hơn và cao hơn thường được coi là cơ sở để thực hiện ước mơ thông qua một công việc tốt hơn và do kiếm tiền tốt hơn. Làm thế nào để hiện đại hóa đóng góp cho sự phát triển? Hiện đại hóa đã củng cố lý tưởng phát triển từ sự tăng trưởng. Hiện đại hóa được định nghĩa là một con đường tuyến tính hướng tới một xã hội công nghiệp phát triển. Phát triển kinh tế thông qua chuyển đổi công nghiệp sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế, cho phép các nước nghèo bắt kịp với các nước công nghiệp. Hiện đại hóa ảnh hưởng đến tôn giáo như thế nào? Hiện đại hóa toàn cầu hóa và thay đổi xã hội đang tạo ra những thay đổi rất mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những thay đổi này có tác động tiêu cực tích cực đến xã hội. Ở Pakistan, hiện đại hóa tác động rất nghiêm trọng đến tôn giáo và nhiều giáo phái đã được tạo ra theo tôn giáo Hồi giáo. Mối quan hệ giữa hiện đại hóa và thay đổi xã hội là gì? Thay đổi xã hội là bất kỳ thay đổi nào được chứng kiến trong các cấu trúc của xã hội. Loại thay đổi này là toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của xã hội. Mặt khác, hiện đại hóa là thay đổi cụ thể nhằm đạt được các chuẩn mực của hiện đại.
Hiện đại hóa có ý nghĩa gì trong kinh doanh? Định nghĩa về hiện đại hóa khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phần khấn khích là cải thiện các quy trình kinh doanh hiện tại để hỗ trợ tốt hơn cho các mục tiêu của tổ chức. Khi hiện đại hóa được xác định ở mức cao nhất và cải thiện quy trình kinh doanh hiện đại, tất cả các danh mục còn khác của hiện đại hóa đều giảm. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.